vừa thấy men bước vào ông ta đã tấn công sử dụng pháp thuật dương lai nhưng ông ta đã phải bỏ chạy ra bên ngoài để giữ lại mạng lão mục dương ngươi sợ rồi sao người trẻ này nói rất đúng sống quan trọng hơn tất cả có thể nhìn thấu được quy luật có thể làm động đậy cả ngọn núi đây đã là phạm trù của thuật rồi ta biết ta không thắng được hắn nguồn gốc pháp thuật của ta đã bị thiêu cháy gần hết rồi e rằng quãng đời còn lại ta không thể nào rời khỏi bộ lạc rồi. Đối với các ngươi và thiên môn mà nói, ta đã giống như người chết rồi. Cho nên kết giới không thiêu hủy cơ thể của ngươi. Tiếp theo hãy để cho ta chứng kiến người trẻ này tiến hành biểu diễn cho đại hội chủ thiên. Này sao ngươi lại đi vào trong nữa rồi? Bởi vì kế hoạch có thay đổi. Ta cũng muốn đi vào thiên môn xem thử. Thế thì ta sẽ đưa linh hồn của ngươi đi vào trong xem thử. Thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn, ta muốn báo thủ cho người của bộ lạc ta. Đến đây đi ta chấp hết. Thuật, thủy chi vô hạn. Dòng nước của hắn đang đánh tới, men nhảy lên né đi. Nhưng đã bị dòng nước cuốn lấy chân. Trong chốc lát men đã bị dòng nước của hắn bao quanh. Ngươi có bản lĩnh, cũng không thể là giao nhân trong truyền thuyết, lại có thể hít thở trong nước đúng không? Tên bịt mặt thấy vậy cũng tung thêm chiêu đánh tới, khô uy địa khí. Hai luồng thuật pháp đang vây chặt lấy Mên thành quả cầu. Ngươi ra tay quá chậm, quá dư thừa. Ngươi quá xem thường hắn rồi, hắn có thể nhìn thấu được quy luật, chưa chắc là không thể như vừa nãy thao túng quân pháp của quân đoàn trưởng giống như thao túng thủy chi thuật của ngươi. Nhưng mà ta sẽ đem thủy chất làm thối giữa, nhất định có thể thông qua nước để hắn trúng độc, đảm bảo hắn nhất định phải chết. Cái gì vậy không phải hắn sẽ triệt để toang rồi hay sao? Không cần phải căng thẳng. Ngươi nhìn đi đó là bộ dạng của người sắp chết sao mên thở dài một tiếng lấy hơi pháp thuật của bọn chúng đang bị mên khống chế lại gì vậy lát sau đã nằm trong lòng bàn tay của mên ngươi thật sự có thể khống chế thủy chi thuật của ta sao được rồi đến lượt ta rồi không lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giống như vừa nãy dùng chiêu thức của ta đánh bại ta ta sẽ không bị chết đuối đâu cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi Bây giờ ta học bây giờ dùng, ngươi không ngại chứ? Nên sử dụng chiêu của tên quân đoàn trưởng trước đó để giết hắn. Đây là chiêu thức của quân đoàn trưởng, sao ngươi có thể? Mạnh thật. Hắn lại có thể lập tức làm tan ra hai loại sức mạnh hoàn toàn ngang nhau. Hắn rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Nhìn thân thái của lão quái vật này, hình như thật sự không quen tên tiểu tử này. Có khi nào mình đã chọc đến tồn tại không nên chọc vào hay không? chiêu thức của ngươi không có tác dụng với ta, bây giờ ngươi cũng cần phải chui vào trong đất rồi sao? Ta không biết thuật độn thổ. Ta rất lương thiện, rất dễ nói chuyện, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn. Bản thân ra ngoài hay là ta tiễn ngươi lên đường? Hắn chưa kịp lựa chọn, trong khoảng không gần đó đã phát ra ánh sáng. Ngươi, một chiêu đánh thẳng vào đầu hắn ta. Thiên môn lại giáng xuống cái chết ban ơn như vậy. Thiên thần lại can dự vào đại hội chủ thiên đám mây từ thiên môn đã bay tới chỗ mên đang đứng. Đưa mên tới cánh cửa thiên môn. Đại hội chủ thiên đã kết thúc sớm hơn rồi ư. Kết giới quang huy biến mất rồi. Hắn bị thiên môn đón đi rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Thiên môn vậy mà lựa chọn hắn. Vậy trước đây thần du của quật chi bộ lạc chúng ta xem là cái gì? Thần ý khó đoán, thiên ân khó đoán ha ha. Đáng ghét, vừa nãy nên để cho hắn đem thiên môn ấn ký chuyển cho mình mên từ từ đi tới đẩy nhẹ cánh cửa của thiên môn đây là một cô gái giống y hệt tiểu quỳnh vẫy tay chào mên từ xa ngươi ngươi là ai đau đầu quá cô ấy đã gợi nhớ tới ký ức của mên thì ra là ngươi thích loại này sao sắc đẹp bình thường ngược lại cũng xứng với người bình thường như ngươi ngươi lại là một phế nhân thần hồn tổn thất nhưng lại có thể dễ dàng nắm giữ được quy tắc vận chuyển khu vui chơi giải trí này của ta ngươi không phải là cô ấy ta đương nhiên không phải là người trong lòng của ngươi rồi ta là thần của ngươi không cho phép ngươi làm bẩn cô ấy xem ra không chỉ là thần hồn có tổn thất hơn nữa iq cũng thấp ngươi ở trong thiên địa nhỏ bé của ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của ta vậy mà ảo tưởng muốn công kích ta sao cô ta dùng một cái búng tay đã khiến men bay đi. Đây rốt cuộc là đâu? Ngươi lại là ai? Ta ngược lại muốn hỏi thử, ngươi tự ý xông vào trong tiểu thiên địa lại là ai? Không nói thật, ta sẽ đem ngươi trực tiếp ném xuống dưới, chỉ để bị các chó con, mèo con của ta nghiền nát thành nô lệ dược nhân, thế nào? Xem ra ta đã rơi vào trong thiên địa một phương do ngươi nắm giữ, mà ngươi mặc dù có thể nhìn ra thần hồn của ta có tổn thất, nhưng lại không trực tiếp siêu hồn, lại ép hỏi có thể thấy ngươi không nhìn thấu ta thậm chí sợ một người thần bí là ta đột nhiên xông vào đây hỗn láo cô ta dùng dây xích trói mên lại bây giờ ta sẽ dùng chiêu thức ngươi vừa học được trực tiếp thắt cổ ngươi xem ngươi sợ hay là ta sợ ngươi sẽ không giết ta được đâu ngươi bị nhốt ở nơi này ngươi cần ta phải đưa ra ngoài cô ta đã bị mên nói đúng tim đen ăn nói lung tung ngươi là cái thá gì mà lại dám mơ mộng muốn cứu thần cho nên, ngươi thừa nhận rồi, ngươi, ngươi tốt nhất là một chân dẫm chết ta đi, tự hủy hoại cơ duyên của ngươi, ngươi mãi mãi sẽ không thể rời khỏi được cái lồng giam này đâu. Sao ngươi có thể nhìn ra được? Đó là pháp tắc. Ở đây không có không gian thời gian, không có phong hỏa thủy thổ, không có ánh sáng và bóng tối. Ngươi bị nhốt ở trong một lĩnh vực độc đáo không có bất cứ pháp tắc nào, không thể nào chạy thoát được. Ngươi chỉ có thể dùng hình tượng tồn tại trong đầu của ngươi hiện thân ngươi chỉ có thể dùng chiêu thức mà ta biết công kích. Mên gồng lên dây xích trói quanh cơ thể vỡ tan. Ngươi là một ảo ảnh trong gương, không có bất cứ năng lực nào thuộc về bản thân mình thật sự. Không ta là thần, ta là thần của thiên địa này. Vậy sao? Vậy thì thần tạm biệt nhé. Ở lại đây mà làm thần một mình đi. Cô ấy đã nắm lấy tay Mên, cầu xin Mên giải thoát. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, cũng không biết sao ngươi lại xông vào đây được, nhưng mà ngươi nói không sai. Ta bị nhốt ở đây đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta rời khỏi đây, điều kiện gì ta cũng đều đồng ý với ngươi. Ta vốn dĩ là thánh nữ của Vân Môn, thân phận tôn quý, tu đến thiên tiên cảnh đỉnh phong, cách chân tiên cảnh chỉ thiếu một bước, tiền đồ rộng mở. Vân Môn là gì? Thiên tiên cảnh chân tiên cảnh lại là cái gì? Ngươi đến cái này mà cũng không biết sao? E là thần hồn bị ảnh hưởng đến ký ức của ngươi rồi. Tu tiên tổng cộng có 6 tiên ba thánh và 9 cảnh. Từ dưới lên trên phân biệt là 6 tiên, nhận, địa, thiên, chân, huyền, đạo và ba thánh, chuẩn, kiếp, hợp đạo. Thiên tiên cảnh đã không tệ rồi sao? Ta hơn 200 tuổi đã tu đến thiên tiên cảnh đỉnh phong, đã là thiên tài trong thiên tài, đỉnh cấp trong thiên phú đỉnh cấp rồi. Nhưng ta quá nổi tiếng, không biết tém tém lại, bị đồng tu đố kỵ hãm hại, khiến cho cao tầng của Vân Môn hiểu lầm, cho rằng là ta phản bội bọn họ tước đoạt đi vị trí thánh nữ của ta, phong ấn tu vi của ta, nhốt ta ở nơi này. Ở đây thật ra là một thế giới nhỏ ta vốn dĩ dành dỗi nhàm chán mà tạo ra, tùy tiện ném vào mấy tinh khí sinh mệnh, để mặc cho bọn nó phát triển, ta thỉnh thoảng xem để giải tỏa tâm trạng. Từ một vùng hoang vu cho đến khi xuất hiện sinh vật nguyên thủy, cho đến bây giờ xuất hiện loài người và bộ lạc nguyên thủy, ta lười can thiệp, càng không dùng tâm để xây dựng. Đối với bọn họ mà nói, ta quả thật là thần của bọn họ mà bởi vì tu vi bị phong ấn và can dự của cao tầng vân môn, ta chỉ có thể vượt qua vô số năm tháng ở đây, cũng không còn cách nào khác. Theo sự phát triển của những bộ lạc phía dưới, ta thân là chủ của không gian nơi này, cũng dần dần có thể lấy được một vài sức mạnh từ trên người của bọn hắn. Đây chính là sức mạnh kính tượng của ngươi sao. Không sai, ta dùng những sức mạnh này làm một thiên môn, thông qua báo mộng và thần tích, để cho bọn họ làm đại hội chủ thiên. Để cho bọn họ thông qua đại hội chủ thiên, không ngừng tinh tiến cho bản thân, cung cấp sức mạnh cho người. Khi bắt đầu là ta suy nghĩ như vậy, nhưng mà trạng thái của bọn họ quá nguyên thủy, tinh tiến quá chậm, sau đó ta chỉ xem là niềm vui. Người chiến thắng đại hội chủ thiên sẽ được ngươi tiếp dẫn vào trong thiên môn, cảm nhận được pháp tắc, nhưng mà ngươi căn bản không có bất cứ pháp tắc nào, vậy những người chiến thắng kia. Ta đều ăn hết bọn họ rồi, cũng chỉ lấp một phần triệu linh lực cho ta. Vậy bọn họ nói, linh hồn của kẻ chết sẽ bị tiếp dẫn đến thiên môn thì sao sao có thể chứ ngươi nhìn đi ở nơi này có hồn đang trôi nổi hay không đây chính là thần mà bọn họ tín ngưỡng sao đừng nói giống rất như bọn họ rất đáng thương bọn họ vốn dĩ chính là sủng vật mà ta nuôi dưỡng vậy ngươi xem ta là cảnh gì trên người của ngươi có một tầng sương mù màu xanh lục nhạt hình như là có mộc khí che chở ta không nhìn rõ nói về thuật pháp hình như ngươi chỉ vừa mới nhập môn nhưng dựa theo tốc độ nhập môn của ngươi mà nói, căn cơ của ngươi có lẽ là ngang bằng với ta. Ngươi giống như là một đứa trẻ có sức lực vô tận, là một người nghèo có gia tài bạc triệu, vô cùng mâu thuẫn. Cho nên ta quả thật rất tò mò về thân phận và lai lịch của ngươi, tại sao thần hồn của ngươi lại chịu tổn thất, tại sao lại xông vào trong phòng giam này của ta. Thật sự không giấu gì, những cái này ta đều rất tò mò. Ha ha ta xui xẻo, ngươi cũng chẳng ra sao, chúng ta cũng xem như là cá mè một lứa kẻ tám lạng người nửa cân. Cũng không thể cứ xưng hô ngươi ngươi ta ta, ngươi gọi ta là kính nhi, ngươi thì sao, xưng hô thế nào? Có lẽ ta tên là Trần Phàm Ngươi đây là muốn cứu ta rồi, ngươi không nói điều kiện với ta sao? Cá mè một lứa, kẻ tám lạng người nửa cân, không cứu được ngươi, nói điều kiện thì có tác dụng gì? Ngươi tạm thời vẫn không biết là muốn cái gì, cho nên cũng không đưa ra được điều kiện gì đúng không? Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, chuẩn bị đi. Thuật pháp cùng cộng hưởng, ngươi thật sự có thể cứu ta ra ngoài ư. Cứ nhìn đi sẽ rõ, men đã phá tan phòng giam nhốt kính nhi. Một cánh cửa dịch chuyển đã được mở ra. Hai người đã thoát được ra bên ngoài quả cầu giam giữ. Kính Nhi trở lại với cơ thể thật của cô ấy. Ây ta thật sự đã ra ngoài rồi. Đây là bộ dạng vốn dĩ của ta, hình tượng của ta không còn là gương trong đầu của người khác nữa. Ta thật sự đã ra ngoài rồi. Vĩnh Biệt nhà tù. Cô ấy định phá bỏ không gian trong quả cầu. Chờ đã, bên trong này còn có vô số sinh mệnh. Thế thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một thế giới nhỏ thôi mà. Sau này muốn chơi làm thêm vài cái là được rồi. Xem ra quan niệm của chúng ta có chút khác biệt rồi. Bỏ đi, dù sao tu vi của ta vẫn chưa hồi phục, cũng không có cách nào hủy hoại nó thật sự. Ngươi giúp ta cất nó đi. Chơi chán rồi thì trực tiếp hủy luôn, đừng để ta nhìn thấy nó nữa là được. Ta vẫn nên nói câu cảm ơn ngươi. Không cần phải khách khí, loại thế giới nhỏ này nếu như ngươi thích, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ dạy cho ngươi làm. Căn phòng bỗng nhiên rung chuyển, một tiếng nói phát ra. Hung phạm to gan, vậy mà dám tự ý chạy trốn. Đậu xanh, bọn họ vậy mà biết nhanh như vậy. Phía trên có hai cánh tay phá rách không gian. Thanh nữ trước của Vân Môn ngươi phản bội tông môn, phán xử mãi mãi bị giam cầm, đã là pháp ngoại khai ân rồi. Hôm nay lại dám tự chạy trốn, lập tức xử chết, như vậy ta còn có thể đảm bảo thần hồn của ngươi chuyển thế đầu thai, nếu không chính là đánh cho ngươi hồn bay phách tán, một thân biến mất khỏi thiên địa này. Ta chưa bao giờ phản bội tông môn, là tử uyển nhi của tử vân mạch hãm hại ta, ta bị oan. Án này sớm đã được định rồi, không cho phép ngươi giảo biện. Lập tức tử hình trưởng pháp vừa đánh tới, Mên đã bế kính nhi né đi. Người xông vào lạ mặt, ngăn cản chấp pháp, cùng tội bị xử chung. Chạy, dùng tất cả bản lĩnh của ngươi bỏ chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Sau này nếu như ngươi có thể tìm lại thân phận của bản thân, xông pha ra một thiên địa, nhớ rửa sạch oan ủng cho ta, báo thù cho ta, nếu như không thể thì sống cho tốt. Trước khi chết, có thể nhìn thấy thiên địa tự do này, ta đã thấy đủ rồi. Ngươi nằm mơ đi. Mên đã phá tan những không gian khác, đang giam giữ tù nhân trong căn phòng đó. Ngươi, điều kiện cứu ngươi ra ngoài vẫn chưa nói, ngươi muốn chết. Tiện nghi của Trần phàm ta không có dễ chiếm như vậy đâu. Mọi người bị giam đã dần dần xuất hiện. Cái gì? Chúng ta được thả ra ngoài rồi. Đây rốt cuộc là sao? Mên bảo chạy đi thắc mắc làm cái gì? Chạy. Đúng, chạy đi rồi tính. Hỗn láo, tất cả bọn họ bốn phương tám hướng tẩu thoát cô ta đứng nhìn đám tù nhân bỏ chạy. Cho dù chỉ có thời gian phản ứng một giây, những người này lại ăn ý chạy trốn về hướng không giống nhau. Ngươi ra sức cứu ta như vậy. Lẽ nào ngươi thật sự muốn chết sao? Không, ta không muốn chết. Kẻ đầu sỏ, hãy nhận cái chết trước đi. Mau lên, người chấp pháp đã ngắm chuẩn đến chúng ta rồi. Nhanh lên một chút nữa. Mên sử dụng sức mạnh của cây khởi nguyên. Hơi thở này, thoát đi ngay trước mặt cô ta. Đáng ghét. Khoảnh khắc vừa nãy, ta đã cảm nhận được hơi thở của cây khởi nguyên, có khả năng không. Chúng ta chìm xuống dưới nước. Kính nhi chắc muốn xuống nước để tắm cho mát đây mà. Ở dưới nước này cây đủ lớn, linh tức sản sinh ra đủ để che phủ hơi thở của chúng ta. Ta bị phong ấn công thể rồi, mà trạng thái của ngươi lại kỳ dị, tiết lộ ra bên ngoài cực ít, ngược lại khiến cho bọn họ khó mà tìm được, chúng ta tạm thời an toàn rồi trước tiên là tuyệt vọng tìm chết lại lấy được hy vọng sống sau đó nhưng suýt chút nữa là chết trong hy vọng sống đây chính là hư không sau đại bi đại hỷ ư hình như ta đã bị rút sạch tất cả sức lực và tinh thần công thể của ngươi đã bị phong ấn rồi đương nhiên là không có tinh khí thần đúng vậy tiếp theo ta sẽ hồi phục công thể rửa sạch oan uổng của ta tóm lại cho dù vận mệnh của ta trong tương lai như thế nào ta đều thật sự rất cảm ơn ngươi ngươi ngược lại nên biểu hiện ngang ngược giống như bắt đầu đi. Ta vốn dĩ là thiên kiêu, mắt cao trên đỉnh, sao có thể ngang ngược được chứ? Nhưng một lần bị nhốt, trải qua rất nhiều thù hận, điên cuồng, hối hận, cuối cùng chỉ còn lại linh hồn bị dày vò đến yên bình, tiêu hao đến khô mòn. Ngươi thì sao? Tiếp theo ngươi có dự định như thế nào? Ừm, có lẽ là sẽ tu sửa thần hồn bị tổn thất, tìm thấy được ký ức khiếm khuyết. Thảo dược đan hoàn tu sửa thần hồn ta đều biết rõ, đợi chúng ta rời khỏi nơi này, ta sẽ đưa ngươi đi tìm. Được, đây không phải là điều kiện, đây là báo đáp. bất cứ lúc nào ta cũng sẽ nói điều kiện với ngươi. Công thể của ta bị phong ấn, ký ức của ngươi có khiếm khuyết, bây giờ hai chúng ta khá là hợp nhau. Ta không có loại tình cảm nam nữ với ngươi, ta chỉ đùa thôi mà, ngươi đừng có nghiêm túc như vậy. Ừm, trước tiên điều tức đi. Người hắn thích là người trong gương mà mình biến hóa trước đây ư? Lẽ nào mình không xinh đẹp như người kia sao? Hừ, bây giờ ngươi không thích ta, sau này nếu như cầu xin ta quay đầu, ta nhất định sẽ giày vào ngươi, có lúc để cho ngươi vào nơi hỏa táng. Mê nhắm mắt lại. Bóng hình của Tiểu Quỳnh lại hiện ra. Mặc dù là quên rồi, nhưng mình biết, cô ấy là nữ nhân duy nhất mà mình yêu.